ta sẽ cùng nhau tham khảo 7 mẫu laptop đến từ các thương hiệu lớn được nhiều bạn trẻ quan tâm nhất trong năm nay. Hãy cùng tôi tham khảo nhé. Trước mặt chúng ta là 7 mẫu laptop đến từ những thương hiệu hàng đầu thế giới, gồm có Dell, HP, Lenovo, Acer, Asus. 7 chiếc laptop này phải nói rằng rất là mới, hàng mới trăm cả. Tất cả đều là nhập từ Mỹ về. Có một điểm chung, đó là 15,6 inch, màn hình rộng lớn, máy mỏng, nói chung là khỏe khoắn về tốc độ và giá rất là mềm. Nó chỉ 8 triệu cho đến 13, 14 triệu thôi. Chúng ta sẽ có một cái góc nhìn về những mẫu laptop mới nhất trong năm nay. Đây là chiếc laptop Dell Inspiron, rất là nổi tiếng, với một cái form máy đẹp 15,6 inch. Chiếc laptop này được lòng rất là nhiều học sinh, sinh viên hay đang ngán ngán tiền, những công ty cần một cái máy nó vừa phải để cho nhân viên sử dụng để mà test văn bản hay là email hay bán hàng. Đây có thể là một chiếc laptop phù hợp. Nó tốc độ không cao lắm, chạy chip N thôi, nhưng mà máy sẽ đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về bán hàng hay là các ứng dụng nhẹ nhàng. Chiếc laptop này chỉ tầm hơn 8 triệu tí xíu, chúng ta có trong tay một chiếc laptop mới của hãng Dell cho ra mắt trong năm nay. Và chiếc laptop có kiểu dáng gần giống y chang như vậy là chiếc laptop phía sau, là chiếc laptop này. Chiếc laptop này thì với tên gọi nó khác tí xíu là Inspiron 15 3511, thì chiếc laptop này nó có cái form máy tương tự nhưng mà cấu hình nó nhỉnh hơn, là Core i3 dòng thế hệ mới 11. Thì dòng này cũng có những cái đường nét na ná như ABS, công nghệ bàn phím, cấu trúc hầu như gần giống như đến 95% với cái vỏ ngoài của chiếc laptop mới bị nổi 8 triệu mấy. Chiếc laptop này nó tăng được tốc độ, nghĩa là tốc độ của dòng này nó có thể hơn được tốc độ gọi là bằng với i5 cách đây 2-3 năm. Nó sẽ đáp ứng được rất là mạnh những cái yêu cầu mà trong tầm giá nó vừa phải, nó chỉ khoảng tầm 13 triệu mấy trăm, chúng ta sở hữu một chiếc laptop rất là đẳng cấp mà nó nhẹ tiền. Inspiron 3511 nhé. Rồi, để chồng đây. Một chiếc laptop mà có cái cấu hình cũng tương đồng đến từ HP. Một cái form máy rất được lòng những cái bạn văn phòng. HP ở Mỹ rất chuộng nha. Ở Việt Nam chúng ta thì Dell chuộng hơn. Nhưng mà ở đây thì HP này có một cái vẻ ngoài rất khỏe khoắn và một cái CPU mạnh mẽ đến từ hãng AMD Radeon Ryzen 3. Khá là ổn định, khá mát. Hỗ trợ thêm cả màn hình tí xíu giúp chúng ta có một chiếc laptop rất ok. Màn hình cũng rộng lớn 15.6, đầy đủ công năng. Tất cả các cổng có cả lần cổng LAN, HDMI, đầy đủ hết, rất là nhiều cổng. Đây là chiếc laptop mềm nhất trong phân khúc của HP dòng mới ra. Với tầm giá chỉ hơn 11 triệu là chúng ta có thể sở hữu một chiếc laptop HP 255G7 như thế này. Trong khúc HP khác thì một phân khúc nhỉnh hơn, có thể cầm so sánh hai mẫu, thì chúng ta thấy rằng một chiếc laptop có vẻ ngoài nó xinh hơn. Màng bạc, vỏ mỏng, sang. Thì chiếc laptop này với cái kiểu dáng như thế này, có thể nói rằng các bạn nữ sẽ thích hơn, mỏng hơn, nhẹ hơn tí xíu. Hầu như là CPU cũng gần giống là Ryzen 3 và hỗ trợ thêm cả màn hình Radeon ở đây. Chúng ta thấy không? Cái tem màu đỏ nè. Đó. Những chiếc laptop này thì khá phù hợp với cho những bạn sinh viên là nữ đi làm, cần một cái vẻ ngoài nó xinh đẹp, nhẹ nhàng. Với tên gọi là HP 1300. Thì dòng này nó tầm 13 đến 14 triệu, chúng ta có thể chọn lựa cho mình dễ dàng. Rất đẹp. Một trong ba thương hiệu hàng đầu thế giới đó là Lenovo. Năm nay họ cho ra mắt một cái vân. Mày nhìn kỹ thấy một cái vân. Những cái chấm rất là đẹp, cầm tay nó rất là mạnh. Đây là một mẫu rất mới nhé, mới nhất của họ trong năm nay. Rất đẹp. Chiếc laptop này với tên gọi đầy đủ là Lenovo V15G2, phân khúc Core i3 thôi. Tầm giá rất là mềm, tầm 13 triệu chúng ta sở hữu một chiếc laptop đẹp. Cảm giác nó rất là chắc chắn. Một cấu trúc, cái trục giữa cho bản lề rất là vừa. Và có cả cái khóa camera ở đây. Cái khóa camera này rất là lợi hại để giúp chúng ta có thể khóa an toàn tuyệt đối. Và cấu trúc bàn phím khi nhìn kỹ chúng ta thấy là hình chữ U đúng chuẩn của Lenovo. Rất là hay. Dòng này là ở Mỹ năm nay được ưa chuộng
Đây là một chiếc laptop Firm Core i3, tốc độ rất là mượt, dòng thế hệ thứ 11. Nhìn các cạnh nó rất là cân, rất là dài và sang, những cổng kết nối rất đầy đủ, vô cùng đẹp. Chiếc laptop này thuộc phân khúc vừa giá, có nghĩa là tầm giá chỉ từ 13 triệu cho một cấu hình Core i3, và nếu mà Core i5 thì nó sẽ dao động nhỉnh hơn tí xíu. Một chiếc laptop đến từ Á Châu, có nghĩa là Asus, sẽ mang cho chúng ta một vẻ ngoài rất là lãm, rất là mới, với lại những cái cấu trúc mặt phẳng bóng để tạo chúng ta một cái sự sang trọng. Xin được giới thiệu Asus. Dòng này là dòng X515 với cấu trúc bàn phím rất là thưa, thoải mái. Chiếc laptop này chúng tôi chọn dành cho các bạn cũng vừa phải tầm tiền, vì năm nay là một năm rất khó khăn, nên dành cho các phụ huynh cũng không dám mở hầu bao để cho mua những laptop hết sức đắt đỏ cho các con. Thì tôi nghĩ rằng dù rằng đây là Core i3 thôi, nhưng nó đáp ứng được dư sức tất cả những cái gì để các em nó học. Nếu mà học hành bình thường, trừ khi những em nào học đồ họa chuyên sâu thì chúng tôi sẽ tư vấn những mẫu khác. Mẫu này đặc biệt thêm một chức năng là cảm ứng màn hình, nó sẽ hữu ích vô cùng nếu ai yêu thích cái cảm ứng, với rất là nhiều công năng như là chống tia UV, là chống ồn trên lúc là chúng ta chát voi á, rất là hay. Thì với laptop này nó sẽ kèm thêm những tính năng bảo mật vân tay ở đây. Chiếc laptop này chỉ vỏn vẹn nó cũng giá chỉ tầm 14 triệu trở lại thôi, chúng ta sở hữu dễ dàng một chiếc laptop cảm ứng. Và dòng cuối cùng là một chiếc Acer đến từ châu Á, một đối thủ đáng gờm của hãng Asus cũng đã đưa ra cho mình một cái form máy hết sức ấn tượng. Đây là dòng Aspire 5, một cái form máy rất trẻ trung. Các bạn nam thích Acer nhiều hơn, có thể chọn cái form máy này. Máy này thì với kiểu dáng những đường nét nó rất là chắc chắn, như những cái khung cắt rất là đẹp, một cái màu cũng sáng, tiện lợi với cấu trúc bàn phím đầy đủ. Chiếc laptop này với tên gọi là A515, nó sẽ mang lại chúng ta một sự mạnh mẽ và kiểu cách nó hợp thời trang và giải trí thoải mái. Chiếc laptop này cũng tầm giá chỉ từ 13 triệu, năm nay quá rẻ đi. Những laptop nó quá là mềm giá trong phân khúc mới, nhưng tốc độ lại được cải thiện hơn rất là nhiều, nên chúng ta không cần nghĩ ngợi về Core i3 hay Core i5 nữa. Nói chung nếu như chúng ta làm văn phòng, bán hàng, đọc báo xem phim thì những laptop này dư sức đáp ứng được các yêu cầu trên. 7 chiếc laptop mới nhất của năm đang có mặt tại đây, và có thể sẽ cho chúng ta thêm những góc nhìn mới, những điều thoải mái để chúng ta có thể chọn lựa cho mình. Chúng ta có thể đến showroom để có thể tham khảo thêm nhé.